mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Huỳnh Family Cuộc Sống ở Mỹ. Thì hôm nay cả gia đình Dương lại đi vô cái khu shopping center là của khu mall các nhà. Thì cái mall của nhà Dương ở đây là cái mall nhỏ thôi, không có bự. Bây giờ vô trong đây để mình shopping, để mình coi coi mình muốn mua sắm được gì cho cái lễ Noel sắp tới nha cả nhà. Thì cái chỗ này là chắc cả nhà cũng còn nhớ là cái hôm mà lễ Halloween á, thì Dương có dẫn con gái Dương vô trong đây á, nhớ không? Thì bây giờ là người ta dẹp hết rồi, bây giờ ta trang trí cho lễ Thanksgiving và lễ Christmas. Để Dương turn cái camera lại cho cả nhà coi, rất là đẹp luôn đó cả nhà. Đây là toàn bộ xung quanh quang cảnh của thằng Mo nè cả nhà. Ôi nó trang trí rất là đẹp luôn á. Ồ cả nhà nhìn nè, rất đẹp luôn ha cả nhà ha. Thì cái khu bên kia là cái khu mà để mà năm nào thì gia đình của Dương cũng vô trong đó để chụp hình á, để chụp hình gia đình á, rất là đẹp luôn á cả nhà. Người ta chụp hình xong rồi người ta in ra cho mình, thì nguyên gia đình mình ngồi, có ông già Noel nữa. Nhưng mà bây giờ là chưa có tới, tại vì mới có Thanksgiving thôi, thì người ta chỉ trang trí xung quanh ở trên này. Cái cây thông rất là cao, rất là cao luôn á cả nhà. Người nào mà đạo Thiên Chúa thì cái lễ Christmas rất là lớn. Thì đa số ở bên đây của Mỹ đều là đạo Thiên Chúa hết nha cả nhà. Nè cả nhà nhìn nè, thì thường thường ông già Noel ông ngồi trong đó đó, có cái ghế sofa ông già Noel ngồi trong đó rồi mình chụp thôi. Thì năm nay Dương không biết làm sao, tại vì mấy năm dịch rồi Dương không có xài, Dương không có làm, Dương không có biết. Chỉ có năm ngoái là Dương không làm, năm nay Dương cũng chưa biết là có làm hay không, tại vì tình hình dịch đó cả nhà. Đó cả nhà nhìn nè, rất là đẹp luôn. Thì ở đằng sau đó đó là JCPenney á, cái hãng JCPenney. Còn bên đây là khu bán mắt kiến. Còn đây là khu trò chơi. Con gái Dương nó mới vô thì cái cổng nó cổng ra vào rồi, cổng Dương mới đi vô. Khu này khu dành cho bán đồ ăn đồ của trong nít nè. Nó chơi á, ba đồ chơi á cả nhà. Còn bên kia là cái khu đi vô trong mall thì các khu shopping trong đó ha. Còn bên đây á là khu Ultra, là khu bán đồ mỹ phẩm á cả nhà. Bên đây là Book A Million, là nó bán sách vở. Cái này là bán case điện thoại nè. Còn bên kia là cái khu của Dick, bán đồ, gọi là bán đồ gì ta? Đồ thể thao. Có cái bánh đó, cái bánh đó là cả nhà không. Nó là nên vô cái mall là Dương cũng hay ăn cái bánh đó lắm. Của hãng Antiani á, cái bánh đó. Cái này là icing, là bán đồ đeo. Hôm nay cái mò thì nó thấy nó hơi vắng ra nhà, tại vì còn sớm quá, nó mới mở cửa thôi á. Mà Dương đi vô Dương tu một vòng cho cả nhà coi. Thì cái mò của chỗ Dương nó rất là nhỏ cả nhà ơi, nó nhỏ lắm đó cả nhà nhìn nè. Thì hôm nay Dương đi một vòng, Dương cho cả nhà mình coi ha. Ở đây là Hallmark nè, nó bán tất cả những cái đồ như thiệp nè, đủ hết á. Nè Hallmark nè, dầu thơm, nến, đồ trang trí nhiều lắm cả nhà. Thì hôm nay giờ tại vì Dương vô Dương coi á, Dương coi rồi sẵn rồi Dương quay một cái clip nhỏ cho cả nhà mình coi luôn. Ô Hollister nó dẹp rồi hả? Đó cả nhà nhìn nè, người ta cũng đi nhưng mà rất là vắng, tại mới sáng sớm á cả nhà. Dương hiện tại thì đang ở trong mall mà Dương đang đứng trước cái khu gọi là khu gì ta? Khu 21. Để Dương cho một cái nhà mình coi ha. Khu 21 là nằm Bath Body Works đồ á. Đó là cái khu store Ultra 21 nè. Và bạn nào mà có hay sử dụng lotion đồ cả nhà thì mình vô Bath and Body Works ở đây nha cả nhà. Còn trong đây là bán giày dép. Cái này là bathroom shoe, cái này giày dép. Rất là nhiều giày dép, ai mà muốn giày dép thì mua. Rồi tới American Eagle. Mình tới American Eagle đó cả nhà. Để Dương cho mình coi. Đây nè, đó cái khu American Eagle outfit á. Nói chung là cái mall bên đây của Dương á là nó nhỏ chứ nó không có bự. Này bao cảnh toàn quát nè. Rồi H&M nè,
Thông thường thì nếu mà có muốn mua sắm đồ như Black Friday thì thường thường là Dương chỉ ở trên mạng thôi nha cả nhà, chứ mình không có vô trong đây, tại vì bông chen này nó kia rất là đông nên Dương không có vô. Thì đây là những cái quang cảnh xung quanh thôi, mình chỉ đi vòng cho cả nhà coi thì cái mall nó như thế nào. Cái này là cái mall nhỏ, thì một trong những cái mall nhỏ của thành phố mình thôi. Ở đây là phần cuối của cái mall cả nhà, là nó liên thông với thằng Bell, với thằng đi ra ngoài luôn, nó liên thông với thằng Bell thôi. Thì thằng Bell nằm bên tay trái. Còn đây là cái tiệm X&M. Cái tiệm X&M nè cả nhà. Thôi giờ là Dương đi một vòng rồi đó. Bây giờ Dương xin tạm dừng cái video này ở đây nha. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái video mới nhất của Dương nha. Bây giờ Dương xin chào, bye bye.